Vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Nhà đất nông nghiệp của em nhé. Hôm nay em quay giới thiệu cho các bác một cái mảnh đất này có diện tích là 1 hecta. Đất mình đây thì tưới giếng khoan các bác nhé. Giếng khoan tưới bằng điện. Là không bao giờ hết nước. Bác nào mà cũng mua cái mảnh đất này thì thử nước thoải mái nhé. Một cái mảnh đất tưới giếng khoan. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cái mảnh đất này cho các bác xem. Cái mảnh đất của mình đây thì bằng phẳng các bác nhé. Đất thì bằng rất là đẹp. Hướng chính tây khuất gió hoàn toàn. Thì trên cái mảnh đất của mình thì hiện tại là có 900 cây cà phê như thế này. 900 cây cà phê tơ rất là đẹp, năm thứ 3. Và trong đó có 80 cây sầu riêng. 80 cây sầu riêng như thế này. Khá là đều. Và có 140 cây bơ thực sinh như thế này. Là chưa ghép, năm nay có thể ghép được rồi các bác nhé. Và cái địa chỉ của mảnh đất mình đây thuộc xã Đắc Xin, huyện Đắk Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Từ cái mảnh đất này thì cách trung tâm chợ, xã, trường học rơi vào khoảng 2 km. Quanh đây dân cư ở rất là đông đúc. Nên em sẽ quay phía trên cao cho các bác xem. Thì cái mảnh đất này thì là hai con đường vào trong mảnh đất này. Con đường đất mà cách con đường nhựa thì rơi vào khoảng gần 200 m. Và cách cái con đường bê tông phía đuôi chân vườn mình đây thì bác chủ nhà sẽ làm cho mình một con đường ra ngoài cái đường bê tông. Thì cách đường bê tông khoảng tầm 40 m. Mảnh đất mình đây thì điện đóm đầy đủ, rất là thuận tiện. Đất thì bằng phẳng, không có một tí sỏi đá, nước nuôi thoải mái. Thì bác nào mà có nhu cầu muốn xem cái mảnh đất này thì liên hệ em qua số điện thoại 0903 39 4848 hoặc kết bạn em qua Zalo số điện thoại 0969 780 789 để dẫn các bác vào xem cái mảnh đất này nhé. Một cái mảnh rẫy khá là thuận tiện. Từ cái mảnh đất này thì cách đường quốc lộ 14 rơi vào khoảng gần 10 km các bác nhé. Gần 10 km. Em xin nhắc lại cái mảnh đất của mình đây thuộc xã Đắc Xin, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Diện tích là 1 hecta, sổ sách đầy đủ. Bác nào mà có muốn xem cái sổ của mảnh đất này thì kết bạn em qua Zalo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi hình sổ cho các bác xem nhé. Và giá bác chủ nhà đưa ra cho cái mảnh đất này là 1 tỷ 250 triệu. Còn thương lượng nhẹ. Các bác cố gắng xem hết cái video này ở về phần sau, em sẽ quay ở phía trên cao xung quanh dân cư và đường đi lại cho các bác xem nhé. Và các bác xem xong nhớ cho em xin một đợt like và một đợt đăng ký kênh. Sau đó nhấn hình quả chuông để tiện theo dõi những video mới nhất của em. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp các bác vào những video mới nhất của em.